Khảo sát tại các chợ đầu mối Phùng Khoang, Dịch Vọng, Ngã Tư Sở, Hà Nội cho thấy giá hầu hết các mặt hàng rau củ quả tại chợ đã thay đổi theo chiều hướng tăng, từ 500 cho đến 3.000 đồng một kg so với thời điểm trước khi xăng dầu tăng giá. Giá bắp cải tăng 500 đồng lên mức 3.500 đồng một kg, su su súp lơ giá 4.000 đồng một kg một cái, tăng 1.000 đồng, cà rốt 8.000 cho đến 12.000 đồng một kg, tăng từ 1.000 cho đến 2.000 đồng một kg. Một số loại rau khác còn tăng giá mạnh hơn như rau dền, su hào, cải thảo gấp đôi so với trước. Lý giải về việc tăng giá, các tiểu thương cho biết một phần là do xăng tăng kéo theo chi phí vận chuyển cũng tăng lên. Từ ruộng tới chợ, qua mỗi nước trung gian, thương lái lại tính thêm một ít chi phí vận chuyển để bù vào phần tiền cước xăng. Cùng với rau, củ quả, các mặt hàng tươi sống như thịt lợn, bò, thủy hải sản cũng bắt đầu tăng giá nhưng không nhiều. Trung bình mỗi kg thịt, các loại tăng từ 10 đến 20.000. Riêng trứng gia cầm đã tăng cao lên mức 30.000 đồng một chục. Dự báo trong một vài ngày tới, giá thực phẩm sẽ tiếp tục tăng khi khâu vận chuyển lên giá.